Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel Jason. Hôm nay Jason sẽ cho các bạn biết tuần sau có những công ty nào có cái earnings report là year và cái độ dao động của những công ty đó là bao nhiêu điểm. Tuần sau thì có những công ty như sau. Thứ nhất là có công ty Palantir, PLTR sẽ dao động khoảng tầm 3 đến 4 điểm là tối đa. Sau đó thì sẽ có công ty Hood là cái sàn chứng khoán Robinhood sẽ dao động khoảng tầm chỉ có 2 3 điểm là tối đa. Bên cạnh đó thì có công ty Uber. Uber sẽ dao động khoảng tầm 4 5 điểm là maximum. Công ty SMCI làm về chip computer này nọ. Công ty SMCI có thể dao động 50 điểm trở lên. Công ty Airbnb thì dao động khoảng tầm 10 điểm. Công ty Trading Desk là TTD cũng sẽ dao động 10 điểm. Và công ty Datadog thì cũng sẽ dao động khoảng tầm 10 điểm. Công ty Reddit thì cũng mới lên sàn thị trường chứng khoán vài tháng nay thôi thì cũng sẽ dao động khoảng tầm cỡ đó 10 điểm. Và cuối cùng là công ty Shopify cũng sẽ dao động khoảng tầm 6-7 điểm. Như thường lệ, mình muốn nhắc cho các bạn biết nếu như các bạn chưa có rành về option thì đừng nên mua bán trước khi những công ty nào có báo cáo về tài chính. Vì nếu như kết quả không đúng như các bạn thì các bạn có thể thua lỗ rất là nhiều. Vì khi có những báo cáo tài chính ra thì cái độ dao động những công ty này nó rất là lớn. Tuần sau hy vọng thị trường sẽ hồi phục trở lại một chút xíu và sau đó mình nghĩ rằng nếu như kết quả của tất cả những công ty mình vừa liệt kê mà tốt thì nó sẽ giúp cho thị trường chút ít nào đó đi lên trở lại. Còn nếu không thì thị trường có thể sau khi phục hồi được một vài hôm thì sẽ đi xuống lại. Vì trước mắt còn rất là nhiều điều không tốt trong thị trường, chẳng hạn như là tình trạng lạm phát chưa được cải thiện, chính phủ vẫn chưa có ý định cut rate là hạ lãi suất, cũng như là những cái thống kê của nền kinh tế như là tình trạng thất nghiệp, số lượng công việc làm tạo ra từ các doanh nghiệp vân vân đều không có được như những gì các nhà phân tích mong đợi. Nếu tuần sau các bạn có đầu tư vào những công ty này thì chúc các bạn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.